Hello, Khi Nguyễn xin mến chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Khi Nguyễn Vlog ha. Thì kênh của Khi Nguyễn chuyên chủ yếu nói về chim cảnh thôi ạ, đặc biệt là những cái giống chim biết nói chuyện ở Việt Nam mình. Thì Khi Nguyễn muốn đem một số những kinh nghiệm mà mình có được trong quá trình mà mình chăm sóc nhem thú cưng nhà mình, dù là thành công hay là thất bại, thì mình cũng muốn làm nên những cái video mà nó chân thực nhất để gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được về những kinh nghiệm mà nuôi chim, thuần chim, chăm sóc chim và huấn luyện chim như thế nào cho nó được tốt ha. Và để đến với những cái thông tin chi tiết xuất hiện trong video ngày hôm nay thì các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn subscribe ngay kênh YouTube của Khi Nguyễn Vlog ha. Nhớ đăng ký bật chuông để nhận được những cái thông tin, những cái cập nhật liên tục về những dòng chim cảnh hàng ngày trên kênh của Khi Nguyễn ha. Thì trước mắt các bạn đây là hai em thú cưng nhà mình bạn. Trong đó có một em chim cưỡng thì nó cũng đã biết nói chuyện rồi. Còn một em chim nhồng thì mình cũng mới tậu về cánh này cũng 3 tháng mấy, gần 4 tháng thôi. Thì hiện tại thì mình cũng nghe nó là bập bẹ, nó nói gió và nó hót được bạn. Đó, bạn thấy bạn nghe nó nói không? Bạn nghe nó hót không? Đó. Có khách, có khách, có khách. Có khách. Có khách. Có khách. Có khách, có khách. Chào khách. Chào khách. Nó cũng bập bẹ, nó cũng nói theo theo mình cái câu mình dạy nó bạn. Thì nhìn cũng khá là đáng yêu ha. Thì chim nhồng là một loài rất là thông minh bạn. Nó tiếp thu được rất là nhanh những cái gì mà mình tập nó, mình dạy cho nó bạn. Thì anh em nào mà nuôi chim nhồng thì mình cũng đã biết rồi. Thì loài chim này là loài chim rất là giỏi. Thì có rất là nhiều anh em họ kêu mình là quay lại cái cảnh mà chim nó bập bẹ, nó nói gió, nó hót được bạn. Thì hôm nay mình cũng quyết định sáng ra mình phơi nắng các bạn. Sáng ra mình đem chim mình ra cho nó phơi nắng, nhưng mà sáng nắng cũng không được tốt lắm. Thì mình thấy nó cũng hót và nó cũng bập bẹ, nó nói. Thì mình cũng quyết định làm cái video này để chia sẻ với đại gia đình thân yêu mình, cũng như là những bạn nào mà có yêu cầu cần mình quay lại cái video để chia sẻ với mọi người về cái cách mà về cái việc mà chim nhồng nó bập bẹ, nó hót vậy đó. Có khách, có khách, có khách. Thì mình nghe nó nói thì cũng mường tượng ra được cái câu mà cái từ mình dạy nó bạn, tuy là nó chưa có rõ ràng, tại vì chim này thuộc dạng là chim non, mới tầm có 4 tháng ngoài bạn. Thì mình cũng chưa nghe rõ. Nhiều người họ cũng nói là chim nhồng thì mình cũng không cần lọc lưỡi, nó vẫn biết nói chuyện bình thường. Nhưng mà theo mình nuôi thì mình sẽ lọc lưỡi bạn. Khi mà tầm thời gian tầm khoảng chừng 6 đến 7 tháng thì mình nghe nó bập bẹ được tốt rồi đó, thì mình sẽ tiến hành mình lọc lưỡi cho nó ha. Tại vì nếu mà rơi vào tầm khoảng từ 6 đến 7 tháng là chim nó đã cứng cáp rồi á, thì mình lọc lưỡi chim nó rất là khỏe bạn. Còn nếu mà cái giai đoạn mà chim non này từ 3-4 tháng chạy xuống á, mà các bạn mà lột lưỡi nó thì cái lưỡi nó còn khá là non, cho nên là có rất là nhiều nguy cơ xảy ra, có thể là dẫn đến cái việc mà chim nó bị đứt lưỡi luôn rồi đó. Thì các bạn cũng nên cân nhắc trong cái việc lột lưỡi ha. Đó, bạn thấy em chim nhà mình nó bập bẹ, nó nói, để mình rung lại gần cho các bạn thấy nè. Đó, thì em chim nhà mình á, là mình khi mà bắt về bạn, thì mình có thấy cái lông đuôi nó cũng bị sơ sát hết rồi. Thì mình cũng tiện luôn cái lông đuôi nó cho nó ngắn luôn, để cho cái đợt thay lông mới này á là nó sẽ ra lại và nó sẽ đẹp hơn mà. Thì anh em nào mà cứ thấy cái lông chim mà nó bị sâu hay là nó bị xấu vậy đó, thì mình cứ giúp nó một tay là mình nhổ luôn cũng được. Đó, thì khi mà mình nhổ là nó cũng đau giai đoạn đó thôi, nhưng mà qua hết cái giai đoạn đó rồi thì mình thấy chim nó rất là bình thường. Và những cái cọng lông sâu đó thì mình nhổ hết thì nhìn thấy con chim nó gọn gàng. Thì các bạn cũng an tâm là tới mùa thay lông lần sau thì chim mình nó sẽ mọc lại bình thường thôi, nó không bị vấn đề gì hết ha. Có khách, có khách. 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 Có khách, có khách.
mình thấy nó kêu và nó hót và nó bập bẹ mà, thì mình thấy là nó cũng sắp là có thể là học nói được đó. Đó, mình dạy cho nó học nói từ khi nó mới biết tự mổ thức ăn đó, thì đến nay là cũng được tầm tầm khoảng chừng gần 2 tháng rồi mà, thì nó đã phát triển như vậy rồi đó. Thì mình nghĩ chắc là tầm khoảng chừng 6 đến 7 tháng là con chim này nó sẽ biết nói thôi. Có khách, 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 có khách. Thôi khi Nguyễn cũng xin kết thúc cái video của mình ở đây ha. Thì sáng mình có đem mang chim ra mình phơi nắng cho nó để tiêu diệt hết cái nấm khuẩn trên lông trên da nó của nó bạn. Rồi mình quay lại cái video để cho các bạn biết được là con chim mình nó đang bập bẹ và nó đang hót như thế nào ha. Để cho những anh em nào mà họ mới chơi chim và để cho đại gia đình mình thân đại gia đình mình biết được là con chim nó bập bẹ và nó hót như thế nào. Thôi Khi Nguyễn cũng xin cảm ơn đại gia đình đã quan tâm và theo dõi cái video của mình. Chúc bữa nay mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt mọi người.